sau khi nghe một loạt âm thanh mờ ám phát ra từ phòng con gái, Liễu Hoài Nam liền dẫn đoàn phá cửa xông vào. Thấy có người xông vào, Liễu Thiền Y sợ hãi hét toáng lên, a a há, rồi chùm chân kín mít trốn sang một góc. Tiêu Tuyệt nhận ra có người xông vào phá chuyện tốt của mình, hắn ngay lập tức quay ra chửi, các ngươi có thôi không hả? Ta đã nói sẽ chữa khỏi cho nàng ta, các ngươi còn như vậy, ta sẽ không chữa nữa. Còn chưa chửi dứt mồm, Tiêu Tuyệt đã ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn chằm chằm đế nhan trước mặt, nghi hoặc thốt lên, hắn là sao người che mặt kín mít này nhìn trông giống đế nhan thế nhỉ chẳng có lẽ đế nhan đội mồ sống dậy rồi đó chứ kiếm thương ngô nằm cạnh thấy đế nhan trở lại cũng run lên liên tục từng hồi từng hồi sau một lúc xác định tình hình hiện tại liễu hoài nam gọi tất cả mọi người ra đại sảnh nói chuyện ông ngồi xuống vị trí chủ tọa cũng không quên sai người hầu mang thêm một cái ghế đặt ngay cạnh cho vị khách quý của mình đế nhan ngồi thấy đế nhan được ngồi đại công tử liễu gia và cô con gái tóc vàng nhà họ liễu không khỏi khó chịu nảy ra những suy nghĩ mông lung một tên kim đan nho nhỏ có tư cách gì ngồi ở đó chứ đầu của phụ thân nhất định đã bị linh thú đá rồi bằng không làm sao có thể dung túng cho một tiểu bối như thế thiên huyền tử sao nghe giọng nói và tư thế ngồi kia rõ ràng là một tiểu tử loi choi phụ thân vẫn luôn sáng suốt vì sao cũng giống như đại ca dễ dàng bị người ta lừa gạt vậy một tên tiêu tuyệt thì cũng thôi đi nay lại thêm một tên thiên huyền tử ha mình thấy đều là vài tên thuật sĩ giang hồ đẳng cấp thấp mà thôi người như vậy nếu làm vị hôn phu của liễu thiền y ngược lại cũng là phúc khí của nàng ta rồi nếu hai vị đều đến chữa bệnh cho tiểu y vậy thì các vị nói xem sẽ chữa thế nào đi nghe ra chủ liễu ra hỏi chuyện tiêu tuyệt nhanh chóng tranh trả lời trước liễu tiểu thư tuy có tiên mạch bẩm sinh tốc độ tu luyện cực nhanh nhưng huyết mạch nàng ta lại không hoàn chỉnh cho nên tu vi càng cao thâm phản phệ phải chịu càng kịch liệt ta đề nghị phế đi tiên mạch của liễu tiểu thư ta có tự tin sẽ không để nàng phải chịu phản phệ khi huyết mạch bị phế. Thiên huyền tử, ngươi thì sao? Ngươi có cách gì hay hơn không? Đế nhan nghe câu hỏi xong thì thản nhiên, chậm rãi nói một cách đầy tự tin, vấn đề này không lớn. Hai anh em liễu ra đứng phía dưới nghe vậy liền khó chịu khoanh tay. Chế diễu, chật chật chật, có thể ở trước mặt lão gia tử, đường đường là nguyên anh toàn năng nói ra lời ngông cuồng, thật đúng là nghe con mới sinh không sợ hổ mà. Huyết mạch của muội muội ta cũng sắp phế luôn rồi, cái này mà gọi là vấn đề không lớn sao tiêu tuyệt thấy vậy liền châm thêm mấy câu tiểu tử ngươi rốt cuộc có phải y sư hay không huyết mạch của liễu tiểu thư đã sắp phế rồi ngươi lại nói vấn đề không lớn ta thấy ngươi quả thực đang muốn tìm chết đế nhan vẫn thản nhiên ngồi vắt chéo chân khích lại sao nào ngươi sợ rồi sao ngươi sợ người ngươi chữa không khỏi được ta chữa khỏi sao nói thật cho ngươi biết ta có cách chữa khỏi cho liễu tiểu thư mà không cần phế đi huyết mạch của nàng ta đấy lêu lêu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng. Cho dù ngươi thật sự là thiên huyền tử, cũng không thể có năng lực như vậy. Ngươi chỉ là một kẻ lừa đảo giả danh lừa bịp thôi chứ gì. Ha, tại sao không có khả năng chứ? Ngươi làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Tiêu tuyệt cãi không lại lập tức cứng họng tại chỗ, máu nóng sôi trào, ấp úng, ngươi, ngươi. Liễu Hoài Nam ngồi nghe hai người nói qua nói lại một lúc, thấy tiêu tuyệt đã rơi vào thế bí, ông mới quay sang hỏi đế nhan kỹ hơn. Thiên huyền tử, phương pháp trị liệu không phế huyết mạch mà ngươi nói, cụ thể là phương pháp gì vậy? Đế nhan vẫn dùng vẻ mặt ung dung, thản nhiên đó đáp lời, dễ ợt, chỉ là huyết mạch không hoàn chỉnh thôi, bổ sung cho nó chẳng phải được rồi à. Tại thần điện, tên to mùng phản đối yêu đế nhất giờ đang hoang mang hốt hoảng, không tin nổi vào những gì mình đang thấy, hét ầm lên, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liễu thiền y là lãi lãi tổ tiên nhà ta, rõ ràng bà ấy được thần long đại nhân che chở, bổ sung huyết mạch, phi thăng chính đạo, sau đó trở thành thiên hậu tiên thị. Làm sao có thể do yêu đế này chữa khỏi được chứ? Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Một tên đồng bạn khác thấy hắn điên loạn như vậy, liền thản nhiên đâm chọt vào. Yêu đế này ngay cả nghịch thiên cải huyết mạch cũng có thể làm được, bổ sung một dây huyết mạch thôi mà, có gì mà không thể chứ. Long viêm triệt lúc này cũng đang hoang mang không kém tên to mồm kia, hắn nhăm nhó mặt mày, run rẩy và mồ hôi, nghĩ thầm, nếu huyết mạch của liễu thiền y là do hắn bổ sung, vậy ta thì sao? huyết mạch tổ long của ta cũng là của hắn sao? mình cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng dối rắm đến thống khổ của lạc tử khâm lúc trước rồi. một nửa cảm kích, một nửa oán hận. quả thật có thể khiến một người bị dày vò đến phát điên mà. quay trở lại trong gương thiên đạo. liễu hoài nam nghe đế nhan nói vậy, không thể tin nổi mà hỏi lại. bổ sung huyết mạch, đó chính là đi ngược lại ý trời. trong thiên hạ, không có không ai có thể làm được. một tu giả kim đan như ngươi, dựa vào cái gì mà tự tin vậy chứ? Tiêu Tuyệt đứng một bên cũng đang rất hoang mang, nghĩ, nghịch thiên cải huyết mạch, bộ dạng kiêu ngạo, cùng với thái độ làm tức chết người khác này, chẳng lẽ là, là hắn, chính là hắn, không thể sai được. Sau một giây kinh ngạc, Tiêu Tuyệt vội vàng hét toáng lên, "Là ngươi, Đế Nhan, ngươi vẫn chưa chết." Đế Nhan thấy thằng đệ cuối cùng cũng đã phát hiện ra mình, cậu cũng không giấu giếm thêm nữa. Đế Nhan nhẹ nhàng tháo chiếc nón xuống, nở một nụ cười của hoa hậu thân thiện chào hỏi, "Sư đệ, ngươi vẫn ngu ngốc như vậy nhỉ?" Thấy Đế Nhan vừa về đã chỉ mình, Tiêu Tuyệt ngay tức khắc cầm thương ngô lên, chĩa thẳng vào mặt Đế Nhan đe dọa. Được chứng kiến khuôn mặt thật sau lớp màn tre của Đế Nhan, Liễu Hoài Nam cũng không khỏi giật mình, chỉ trỏ rồi thốt lên: "Ngươi, ngươi lại mang nguyền rủa của thiên mệnh sao?" Đế Nhan thản nhiên khoanh tay, gật đầu đáp: "Đúng vậy." Tiêu Tuyệt tuy bày ra bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc chĩa kiếm vào Đế Nhan, nhưng trong lòng hắn lúc này lại vui hơn ai hết, hắn vui hơn hoa, thỏa mãn hét thầm trong lòng: "Ấu Dê, hắn còn sống." Hê hey hê. Hey hắn vẫn còn sống. Là lá la 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 la. thấy đế nhan mang nguồn rủ của thiên mệnh mà vẫn sống nhan răng, liễu hoài nam như thấy lại được ánh sáng. Ông vội vàng vô vập về phía cậu, hốt hoảng xin sỏ, thiên huyền tử, tính mạng của con gái ta, xin giao cho người. Đế nhan đột nhiên bị vô lấy có chút giật mình, nhưng hay sau khi cậu trấn tĩnh lại, đế nhan liền đáp lời liễu hoài nam. Dễ bàn, dễ bàn, chỉ cần liễu gia chủ đưa cho ta đồ vật đã hứa, bây giờ ta có thể giúp nàng ngay. Còn chưa kịp mừng xong, tiêu tuyệt đã chợt giật nảy mình phát hiện ra có chuyện không ổn chờ đã hắn muốn tranh vị trí ở rể liễu ra với ta sao sau khi quyết xong người chữa đầu tiên cho liễu thiền y là đế nhan liễu hoài nam liền cho người sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho mọi người rồi ông sai người mang đồ đế nhan yêu cầu lúc trước đến phòng cậu đế nhan vừa thấy người đưa đồ tới cậu đã ngay lập tức moi ra một tờ giấy mình chuẩn bị sẵn đưa cho hắn dặn dò chuẩn bị đủ những dược liệu này có thể bắt đầu chữa trị rồi vâng tiên trưởng đây là dương ly thảo và băng tủy tuyết tinh mà ngài cần lão ra phân phó tiểu nhân đưa tới cho ngài ạ à. ok ta biết rồi ngươi lui xuống đi vâng tiên trưởng đế nhan thấy long viêm triệt cứ ngồi buồn rầu mãi cậu liền quay sang hỏi han a kim có phải ngươi có lời muốn nói không long viêm triệt nhìn tiểu hồ ly cứ ngủ mãi trong lòng buồn bã nói tiền bối thiên huyền tử ngươi có thể khám cho tiểu hồ giúp ta không lúc trước nó rất hoạt bát giờ không hiểu sao cứ ngủ mãi có phải nó bị bệnh gì rồi không hay nó bị thương vẫn chưa khỏi? Có phải nó sắp chết rồi không? Hu hu. Đối mặt với muôn vàn câu hỏi của thằng đệ ruột thừa này, đế nhan liền bối rối, ấp úng bịa đại ra một lý do. Ảc. cái này à? Chính là. Ảc. À, nó như vậy. Có khả năng là do mùa. Ngươi biết đấy, động vật mà, khó tránh khỏi ngủ đông. Nghe đế nhan nói vậy, Long Viêm triệt liền hỏi lại, ngủ đông sao? Thật sao? Đế nhan ho vài tiếng để lấy lại giọng nói nghiêm trang của mình, e hèm, đương nhiên là thật ta là thiên huyền tử, còn có thể lừa gạt ngươi ư. Ngược lại ngươi đó, trên người có rất nhiều vết sẹo, ngươi không muốn chữa trị sao. Thầy đế nhan khẳng định vậy, Long Viêm triệt ngây thơ lập tức tin luôn, không chút nghi ngờ, hắn cười tươi sáng chói, đáp, không cần đâu ạ. À. Tiên trưởng có thể cứu tiểu hồ, ta đã thỏa mãn lắm rồi. Đế nhan hài lòng vỗ vai Long Viêm triệt khen ngợi, ngươi quả là một đứa trẻ ngoan, hài lòng với những gì mình có, cái này rất khó có được. Nhìn Long Viêm triệt trước mặt, trong lòng đế nhan có chút ấm áp, nghĩ thầm huynh đệ tốt tiểu hồ có được người bạn như ngươi tiểu hồ rất vui đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng cốc 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 liên hồi đế nhan tưởng người làm vừa nãy nhà liễu ra đến đưa đồ cậu ngay lập tức chạy ra mở cửa vừa mở cửa thì ú òa à, bất ngờ chưa người đứng thủ lù ngoài cửa đang nở nụ cười hạnh phúc lại là tiêu tuyệt đế nhan thấy tên đần này đến cậu vừa mở cửa ra đã vội vã đóng sầm cửa lại rồi dùng toàn bộ lực bình sinh của mình chắn cửa lại không cho tiêu tuyệt xông vào vừa giữ cửa đế nhan vừa hét lên sao lại là ngươi tiêu tuyệt cũng không chịu thua hắn ra sức đẩy cửa hét lớn hò dô ta nào ta đẩy ngã cửa ngươi ra nào đế nhan ban đầu tại sao ngươi muốn giả chết chứ chơi như vậy rất vui sao đế nhan thấy tên tiêu tuyệt này khỏe quá có vẻ cậu sẽ không giữ cửa được bao lâu nữa vậy nên cậu ngay lập tức xoay người lại mở cửa ra khiến cho tiêu tuyệt đang ra sức đẩy bên ngoài ngã chồng vó vào trong đế nhan nhanh nhẹn né sang một bên khoanh tay chế diễu liên quan tới ngươi cái rắm lêu lêu đồ bị ngã, quê là quê chúng mình quê nhiều. Tiêu tuyệt bị ngã dập mặt xuống đất một cách thê thảm, hắn khó chịu lùng cồm bò dậy. Biết không cãi được cái mỏ hỗn của đế nhan, tiêu tuyệt nhanh chóng đổi mục tiêu, hết mặt quay sang chế diễu long viêm triệt để mình đỡ quê, sao nào. Bảo bối của ngươi không cần ngươi nữa, cho nên ngươi đi tìm một vật thay thế sao, còn dùng huyễn thuật. Thấy chuyện sắp bị lộ, đế nhan ngay lập tức nhảy ra chắn trước mặt long viêm triệt, rồi chỉ thẳng vào mặt tiêu tuyệt, dùng giọng siêu vang siêu lớn của mình áp chế giọng hắn, ngươi ngậm mùm lại cho ta. Rốt cuộc ngươi tìm ta có chuyện gì, nếu không có gì thì vẫn nên cách càng xa càng tốt đi. Trong lòng lại đang chửi thầm, ừ, huyễn cái mụ nội ngươi thuật á, cái mỏ ngươi dài ra rồi đúng hay không, lại thèm đòn rồi chứ gì, thằng ô này. Tiêu tuyệt nghe vậy cũng trực tiếp nói sang chuyện chính, đại sư huynh thông minh tuyệt đỉnh, đừng nói không biết quy củ của liễu ra đấy nhé. Đế nhan khó hiểu hỏi lại, quy củ gì, thì là ai có thể chữa khỏi cho liễu thiền y người đó chính là con rể của liễu ra đó đế nhan giật cả này ôm lấy tấm thân ngọc ngà của mình hốt hoảng hỏi lại con rể gì liễu ra sao rồi cậu sung sướng cười thầm thì ra là vậy mình còn nói tiểu tử này vừa rồi sao lại có địch ý lớn như vậy với mình trước mặt mọi người liễu ra hóa ra là sợ mình cướp vợ của hắn vậy ta phải làm ngươi tức chết mới được he 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 nghĩ xong chủ ý xấu xa đế nhan ra vẻ đã biết thản nhiên xua tay đáp lời tiêu tuyệt ta biết chứ bằng không ta tới đây làm cái quần què gì sao nào ngươi thích liễu thiền y à nếu ngươi thích thì đi bày tỏ nỗi lòng đi tới chỗ ta làm gì chớ vừa nói đế nhan vừa tiến sát về phía tiêu tuyệt rồi dùng bàn tay ngọc ngà trắng nõn của mình mân mê lên ngực hắn khiêu khích chẳng lẽ ngươi muốn quyến rũ ta để ta chủ động từ bỏ tranh giành làm con rể của liễu ra sao nếu là ngươi đại sư huynh ta nói không chừng sẽ suy nghĩ một phen ó nghe xong tiêu tuyệt không nói gì hắn đỏ bừng mặt, nuốt nước bọt ừng ực, rồi xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Đế Nha nhìn một màn này chợt ngây người chết đứng tại chỗ, hoang mang nghĩ thầm, chẳng phải nam nhân ghét nhất sự mập mờ đến từ nam nhân khác sao? Tại sao hắn không trốn? Tại sao không nổi giận đùng đùng rồi đấm bay mình, sau đó tức đến mức giơ chân mắng chửi mình bệnh thành kinh à? Đù mẹ, tên nhóc này phản ứng kiểu gì vậy? Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Đế Nhan cũng xấu hổ đỏ mặt theo. Cậu tức giận thẳng tay tiêu tuyệt ra khỏi phòng, xấu hổ hét lên, ra ngoài. Tiêu tuyệt cũng rất phối hợp đi ra, để đỡ xấu hổ đành nói một lời, ò, rồi ngoan ngoãn đi khỏi. Sau khi đuổi được người đi, đế nhan đứng trong phòng vẫn chưa hết hoang mang, khóe miệng giật giật liên hồi, tự hỏi, SOS, đừng nói mình bẻ cong đại nam chủ rồi nha. Không thể như vậy được đúng không? Đúng không? Cứu bé, cứu bé, hu hu. Lúc này bên ngoài cửa lại vang lên tiếng cốc cốc cốc. Đế nhan tưởng tiêu tuyệt cứng đầu cứng cổ vẫn chưa chịu đi, cậu tức giận chửi, tên nhóc này, đúng thật là phiền phức mà. Rồi khó chịu ra ngoài mở cửa, vừa mở cửa đế nhan vừa chửi um lên, rốt cuộc rốt cuộc ngươi muốn làm gì hả? Người làm nhà liễu ra không hiểu chuyện gì tự nhiên lại bị khách quý của lão ra chửi, hắn sợ hãi nhắm chặt mắt. Nói lớn, tiên trưởng, lão ra bảo ta qua đây nói cho ngài biết, dược liệu đều đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi ạ. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn. Bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.